Mới đây qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự, quản lý cư trú, công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Phước Mỹ 1. Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một số thảo mộc khô nghi vấn là cần sa. Tiếp tục kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3 của căn nhà có ba liều bạc bên trong có hàng chục cây giống, thân, lá, hoa của cây thảo mộc khô nghi là ma túy dạng cần sa. Ngoài ra có nhiều trang thiết bị phục vụ việc trồng cây thảo mộc nêu trên. Đấu tranh ban đầu đối tượng tên Kaito Eisaku, quốc tịch Nhật Bản. Số cây giống trên được đối tượng này trồng trong nhà để sử dụng. Ghi nhận thành tích này, ngày 15 tháng 2, thủ ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã khen thưởng cho Công an quận Sơn Trà với số tiền 5 triệu đồng. Trong tuần, thủ ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đã động viên và khen thưởng đột xuất cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Thanh Khê về thành tích làm rõ nhóm đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp ma túy nước biển cho học sinh sinh viên.